Xin chào các bạn Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu tua rua hoa xinh xắn như thế này Mẫu này thì các bạn cũng có thể trang trí cho nhiều không gian khác nhau Hoặc mình cũng có thể làm móc khóa trang trí cho túi sách hoặc một số phụ kiện cá nhân ha Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 10 mũi móc đơn Móc đơn đầu tiên Móc đơn thứ 2 Móc đơn thứ 3 Móc đơn thứ 4 Mũi móc đơn thứ 5 Móc đơn thứ 6 Móc đơn thứ 7 Móc đơn thứ 8 Móc đơn thứ 9 Mũi móc đơn thứ 10 Có được 10 mũi móc đơn rồi Nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại Ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc vào đó một mũi giờ để kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Ta có được 10 mũi móc đơn ha, tạo ra 10 chân móc cho vòng tiếp theo nè. Khi mình đã móc lên một mũi móc xích rồi nè, các bạn sẽ kéo dài cho mình sợi len ra khoảng tầm 1,5 cm ha. Sau đó ta sẽ lấy len lên kim. Đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa móc mũi giờ kết thúc phía dưới á. Đâm kim vào chân móc. Kéo lên sau đó kéo dài cái sợi len cho nó bằng với cái đường mà mình vừa kéo á lần thứ nhất nè tiếp tục làm lần thứ hai kéo dài sợi len nè lần thứ ba thì ban đầu mình đã có một mũi kéo dài lên rồi ha mũi đầu tiên các bạn chỉ làm cho mình 3 lần sau đó kéo qua hết các cái đường móc trên kim từ đây móc lên hai mũi móc xích ta sẽ hoàn tất được cánh đầu tiên nè từ cánh thứ hai trở đi thì các bạn sẽ làm cho mình bốn lần liên tiếp ha cánh thứ hai là móc vào chân thứ hai nè ta lấy len lên trên kim sau đó đâm kim vào chân móc lần thứ nhất kéo dài sợi len cho bằng với cái cánh đầu tiên tiếp tục lần thứ hai kéo dài lần thứ ba và lần thứ tư sau đó kéo qua hết các cái đường trên kim móc lên hai mũi móc xích ta có được cánh thứ hai các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho hết 10 cái chân móc đầu tiên này chân thứ ba nè lấy lên lần thứ nhất kéo cho bằng ha tiếp tục lấy lên lần thứ hai lần thứ ba và lần thứ tư kéo qua hết các đường móc trên kim móc lên hai mũi móc xích khi móc được đến cái cánh cuối cùng thì ta sẽ có tổng cộng là 10 cái cánh hoa như thế này xét đây nó có cái chân móc của mũi giờ kết thúc vòng phía dưới mình sẽ không móc vào đó ha mà đâm kim vào cái cánh đầu tiên nè cái chân mà mình chậm móc là cái chân mà mình à, móc mũi giờ kết thúc vòng này luôn móc vào một mũi giờ sau đó móc lên một xích kéo và cắt lên. Ta sẽ có được cái phần thân trong như thế này. quốc mạnh lại cái vòng tròn nhỏ ha. Để cho cái phần tua ru của mình có cái mặt phải của cánh hoa nằm ở hai mặt luôn thì các bạn sẽ móc cho mình thêm một cái hoa tương tự như vậy. Sau đó mình sẽ chập hai mặt trái của hoa lại với nhau, đưa hai mặt phải ra phía ngoài nè. Mình sẽ đưa cái sợi len màu trắng ra phía sau. Ta sẽ đâm kim vào khoảng trống giữa hai cánh của cánh hoa này và khoảng trống tương ứng của cánh hoa phía sau ha. Sau đó kéo lên qua hai khoảng trống này. Móc lên một mũi móc xích. Từ đây các bạn sẽ kéo dài cái sợi len nó dài hơn so với cái cánh phía dưới một tí ha, khoảng tầm 175 cm, sau đó mình sẽ lấy lên 4 lần lên kim và đâm kim lần lượt vào cái khoảng trống đó nè. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Và lần thứ tư sau đó kéo len qua hết các cái đường móc trên kim móc lên một mũi móc xích để khóa lại nè ta sẽ hoàn tất được cái phần đầu tiên sau đó đâm kim vào khoảng trống kế bên và khoảng trống kế tiếp ở phía dưới ha móc vào đây một buổi dời đây phần viên của mình hoàn tất như thế này tiếp tục từ đây kéo dài sợi len sau đó lấy len 4 lần liên tiếp trên kim đâm kim vào cái khoảng trống đó luôn ha lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư kéo len qua hết các đường trên kim móc lên một mũi móc xích để khóa lại sau đó đâm kim vào khoảng trống kế tiếp móc một mũi dời làm tương tự cho mình cho đến hết ha cứ kéo dài nè sau đó lấy len lần lượt 4 lần liên tiếp lên kim đâm kim vào cùng một khoảng trống lần thứ hai lần thứ ba Lần thứ tư Kéo qua hết các đường trên kim Móc lên một xích Đâm kim vào khoảng trống kế tiếp móc một mũi dời Lưu ý ở đây mình có các cái sợi len thừa nè Thì khi móc các bạn sẽ nhồi cho mình các cái sợi len thừa này vào bên trong Chính giữa của hai cái phần hoa của mình ha Để mình có thể giấu len nè Sau đó móc tương tự cho mình cho đến hết Khi móc được đến cái cánh cuối cùng rồi thì đâm kim vào cái khoảng trống đầu tiên mà mình bắt đầu viền luôn á. Đâm kim vào đó móc một mũi dời. Từ đây móc lên cho mình một dây móc xích mà khi mình gặp đôi lại nó đủ cái độ rộng để mình sử dụng ha. Ở đây mình sẽ móc lên là 33 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 Đạt được cái độ dài của đoạn xích rồi, đâm kim vào cái chân móc mà ta bắt đầu móc đó luôn là cái khoảng trống này nè móc vào đó một mũi dời để khóa lại thì móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len mình sẽ sử dụng kim móc hoặc là kim khâu ha giấu cho mình sợi len thừa này vào bên trong giữa hai cái cánh hoa của mình á dùng tay và nắng chỉnh cho mình cái phần viền nẹp này lại nè để cho cái mũi móc của mình nó được đều hơn ha nắng chỉnh cho mình cho 10 cái cánh tạo ở phía ngoài để hai mặt của mình nó được đều hơn nè thì như vậy là ta sẽ hoàn tất được thân trên ha bây giờ mình sẽ tạo cái phần tua ru bên dưới chuẩn bị cho mình một tấm cạc tông hoặc là một cái tấm nhựa nào đó ha mà khi mà mình gặp đôi lại nó sẽ có kích thước á bằng với lại cái chiều dài của đoạn tua ru sau đó mình sẽ quấn nhiều vòng quanh cái đoạn cạc tông này được đủ cái độ dày rồi tiến hành cắt len các bạn sẽ cắt cho mình hai đầu của cái đoạn len này ta có được độ dày của phần tua rua rồi tiếp tục cắt một đoạn len dài hơn so với cái phần tua rua mà mình tạo đặt cái sợi dây qua nè sau đó mình sẽ đưa cái đoạn tua rua vào chính giữa mình sẽ cô cuốc ở chính giữa lại ha Bằng rồi nè Mình sẽ gút thật mạnh lại để cho cái tu ru của mình nó không có bị thuộc ha Cái cánh hoa của mình nó có tổng cộng là 10 cánh Thì cái điểm đối diện với nó sẽ là nằm ở dưới đây Các bạn dùng kim móc đâm kim vào cái chân móc đó Sau đó mình sẽ kéo một sợi mà mình cột á qua cái khoảng trống này mình sẽ tạo một guốc ở đây nữa Các bạn thử guốc thật mạnh lại ha Guốc xong thì mình cũng sử dụng luôn hai cái sợi len này Nó sẽ nhập vào trong cái đoạn tu ru bên dưới luôn nè Tiếp tục cắt thêm một cái đoạn len có cái độ dài bằng với lại cái tu ru luôn Mình sẽ đặt một đầu của đoạn tua ru khoảng tầm 1 đến 1,5 cm, sau đó cột quốc ở cái phần này. Khi cột thì các bạn nhớ cột mạnh lại để cho cái tu ru của mình nó không có bị tuột ra ha Nắng chỉnh cho mình cho cái phần tu ru nó đều lại nè Ở chính giữa của cái phần hoa các bạn sẽ sử dụng cho mình keo nến Mình sẽ chích một ít keo lên trên cái hạt cơm và mình sẽ đến ở chính giữa của cái họa tiết của mình Hai mặt đều làm như nhau luôn Ha? phần còn lại ở phía dưới tu ru dùng kéo và cắt cho đoạn tu ru của mình bằng thì mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu tu ru trang trí xinh xắn như thế này mẫu này các bạn có thể trang trí cho nhiều không gian khác nhau hoặc cũng có thể sử dụng làm móc khóa ha ta cũng có thể thay đổi màu tùy thích khi thực hiện mà có điểm nào không hiểu có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc chúc các bạn thực hiện thành công